Nhắc đến Messi, bạn nghĩ ngay tới điều gì? Một thiên tài, một huyền thoại, một tượng đài vĩ đại của bóng đá thế giới. Chưa đủ, Messi còn là một thánh nhân. Ai cũng nói Messi đến Mỹ để dưỡng già, nhưng thực chất anh đến để thực hiện sứ mệnh vĩ đại, truyền bá và khai sáng thúc cầu giáo nước Mỹ. Messi nói muốn tận hưởng quãng thời gian cuối sự nghiệp tại MLS. Tuy nhiên, hóa ra chính các cổ động viên nơi đây mới là những người hưởng đặc ân của Thượng Đế khi được mục sở thị những bước chạy cuối của cầu thủ vĩ đại nhất, được nhìn các anh chơi bóng và làm mê hoặc làm người. Nhưng không chỉ là sự tận hưởng riêng của MLS, của người Mỹ, đó còn là sự tận hưởng chung của hàng trăm triệu tín đồ môn túc cầu giáo trên hành tinh này. Messi là riêng, là duy nhất, là ngoại lệ. Bất cứ người đàn ông nào trên thế giới cũng mong muốn có một cuộc đời hoàn mỹ như Messi. Nhưng điều đó thực sự rất khó, thậm chí là không thể. Tuy nhiên, có một điểm mà những người đàn ông trên thế giới này có thể học hỏi từ Messi: làm được như anh để trở thành một nhân cách tốt, một con người hoàn hảo theo cách riêng. Có thể người đá bóng giỏi như Messi chưa sinh ra, nhưng rõ ràng người đàn ông nào cũng có thể là một ông bố vĩ đại của các con mình, một ông chồng thủy chung của vợ mình, giống như Messi. Ngay sau đây, hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi tìm hiểu về câu chuyện kể trên. Nhưng trước tiên, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay 5go.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Tối 21 tháng 9, cư dân mạng dậy sóng với bài phỏng vấn độc quyền của Lionel Messi với người dẫn chương trình Miguel Granados. Tại đây, ngôi sao bóng đá người Argentina có những chia sẻ đáng chú ý về bà xã Antonella cũng như cách nuôi dạy con cái. Ai cũng biết, Messi có ba cậu con quý tử đáng yêu. Ba ông rời con lần lượt là Thiago, 12 tuổi, Matteo, 10 tuổi và Ciro, 5 tuổi. Trong buổi phỏng vấn của mình, cầu thủ đang thuộc biên chế Inter Miami thừa nhận cách dạy con khác biệt của mình khi không cho tụi nhỏ sử dụng điện thoại di động quá sớm. Theo một số ý kiến, sở dĩ Messi làm điều này để những nhóc tỷ của mình dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể chất bên ngoài, thay vì tập trung ngồi trước màn hình. Bên cạnh đó, Messi cũng dạy cho các con những điều tốt đẹp, các giá trị cốt lõi. Tôi nghĩ mình là một người cha tốt. Tôi cố gắng truyền tải cho các con những giá trị mà bản thân tôi đã được dạy khi còn là một cậu bé. Chính nhờ những giá trị đó mà tôi trở thành con người như hiện tại, Messi tiết lộ. Tuy là một cầu thủ nổi tiếng với lịch trình bận rộn, hàng tuần gánh các đội bóng mình khoác áo còng lưng, nhưng Messi vẫn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng với các con trong mọi khía cạnh cuộc sống. Còn nhớ, trong khoảnh khắc Messi thi đấu trận chung kết đầu tiên trên đất Mỹ, các phóng viên ảnh chụp được khung cảnh vợ con anh ngồi sát đường biên để cổ vũ. El Bunga sau đó đã quay sang để ăn mừng với vợ con của mình. Bức ảnh này có thể đặt một chú thích vui theo trend trên mạng xã hội là: cuối tuần, trong khi nhiều ông bố khác vẫn ôm con nằm ngủ, thì một ông bố vẫn đang đi lao động kiếm tiền nuôi con, cụ thể là đá bóng. Tất nhiên, đó chỉ là nói vui thôi. Messi bây giờ không còn cần tiền bạc và danh hiệu nữa. Anh đã có quá đủ mọi vinh quang. Điều mà Messi muốn nằm ở hai chữ tận hưởng, anh từng đề cập trong ngày ra mắt Inter Miami. Tận hưởng thời gian được ở bên gia đình, tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, có thể đưa vợ đi chợ, đưa con đi chơi. Chẳng thế mà Messi nói rằng anh đến đây không chỉ để chơi bóng, mà còn vì những việc có thể làm thường ngày với vợ con của mình. Chỉ có tại Mỹ, nơi mà bóng đá không phải là môn thể thao số 1, Messi mới có thể đưa cô vợ Antonella cùng ba cậu nhóc Thiago, Matteo và Ciro đi mua sắm tại một siêu thị. Điều mà anh không dễ làm khi sống tại Paris hay Barcelona, những nơi mà mức độ cạnh tranh khốc liệt trong bóng đá chiếm gần hết thời lượng cuộc sống của anh. Trong một cuộc phỏng vấn khá lâu về trước, Leo thừa nhận: nhiều lần tôi cảm thấy ân hận vì không có nhiều thời gian hơn cho con. Kết thúc mỗi trận đấu, tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài việc trở về nhà và chơi với chúng. Đôi khi, chúng cũng làm tôi phát điên lên đấy. Tôi cũng có những lần cáu gắt với con mình. Giờ đây, Messi đã có thể thay đổi và sửa chữa những hối hận trong anh. Trong buổi phỏng vấn vừa qua, chân sút người Argentina cũng thừa nhận bản thân là người đưa ba nhóc tỷ đi học từ ngày sang Mỹ. Rõ ràng, Messi yêu chiều và quan tâm con cái hết mực. Còn nhớ vào tháng trước, Messi gây bão cộng đồng mạng với kiểu ăn mừng mới cực ngầu, mô phỏng theo những siêu anh hùng của Marvel như là Thor, Black Panther hay Spider-Man. Nhiều người đã đặt nghi vấn rằng huyền thoại người Argentina đã được vũ trụ Marvel trả tiền để quảng bá, hoặc cũng có thể đặc biệt hơn, Lionel Messi biết đâu sẽ xuất hiện trong một dự án, một bộ phim siêu anh hùng nào đó. Nhưng hóa ra không phải, tất cả chỉ đến từ yêu cầu của mấy ông rời con ở nhà. Ba cậu con trai của tôi vẫn đang ở nhà, đang trong thời gian nghỉ hè chưa phải đến trường. Và vì vậy, chúng tôi xem phim siêu anh hùng Marvel vào mỗi buổi tối. Bọn nhóc đã đưa ra ý tưởng rằng mỗi khi xem phim thì sẽ học hỏi theo siêu nhân đó để ăn mừng. Và tôi làm vậy để chiều lòng chúng thôi. Hóa ra, Messi cũng không khác gì những người bố bình thường khắp ở cõi đời này, cũng y như chúng ta vậy.
Sáng thì mặc quần short, áo phông, đưa vợ đi chợ, đưa con đi học, tối về thì chơi đùa với con và hưởng ứng theo thói tinh nghịch của chúng. Trong buổi ghi hình gần đây, Messi cũng chia sẻ rằng anh thường xuyên trò chuyện và hiểu rõ tính cách của từng thiên thần nhỏ. Anh cả Thiago là người được chúng tôi uấn nắn đầu tiên. Sau đó, thằng bé trở thành hình mẫu để hai đứa em noi theo. Dù vậy, tính cách từng đứa lại khác nhau. Thiago thì có phần kiệm lời, thích quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu hai Mateo thì mau miệng, có thể kể cho bạn bè mọi thứ cuộc sống xung quanh. Cậu út Chiro thì tỏ vẻ dè dặt hơn. Ngôi sao người Argentina tâm sự. Được biết, Thiago và Mateo đã được Messi ghi danh vào đội trẻ của Inter Miami. Nhà vô địch World Cup thừa nhận các con đều yêu bóng đá, nhưng không đặt áp lực phải trở thành cầu thủ. Khác với kỳ phùng địch thủ Ronaldo dạy con vô cùng nghiêm khắc về chế độ tập luyện nghiêm ngặt, thì Messi lại để con phát triển theo bản năng, tự mình phát huy được những khả năng vốn có. El Bunga muốn các nhóc tì tự do lựa chọn điều mà mình thích để theo đuổi. Anh sẽ đứng phía sau tạo mọi điều kiện cho con. Trong tình yêu đôi lứa, Messi cũng khác hoàn toàn Ronaldo. Trong khi cựu tiền đạo của Barcelona chỉ quan tâm yêu rồi cưới một người con gái mà anh quen từ lúc lên 5 tuổi, thì CR7 lại trải qua những cuộc tình dài lâu nhưng luôn chần chừ chuyện cưới xin. Antonella Roccuzzo, 34 tuổi, là người phụ nữ nắm giữ lấy trái tim của Messi. Họ đã gặp gỡ và yêu mến nhau từ khi còn là hai đứa trẻ lên 5 tuổi. Thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã. Về sau này, Antonella là nội tướng giúp Messi xây dựng nên giá trị thương hiệu, hình ảnh trị giá hàng tỷ đô la, giúp anh thực sự trở nên giàu có từ sự nghiệp bóng đá. Giới cầu thủ thường quen bạn gái hoặc vợ từ quán bar hoặc thông qua mạng xã hội, còn tình yêu của Messi và Antonella lại bền bỉ như thửa thơ ấu. Tình yêu ấy khác biệt hẳn với phần đông chuyện tình cảm của các cầu thủ khác. Vì vậy, Messi được fan yêu mến cả vì tài năng bóng đá và vì hình ảnh một người đàn ông của gia đình, trung thủy và có trách nhiệm. Khi nói về vợ, Messi luôn dành những lời trân trọng. Cô ấy có rất nhiều đức tính tốt với những ưu điểm vượt trội. Cách cô ấy xử lý công việc hàng ngày, tính cách của cô ấy, trạng thái cảm xúc luôn cân bằng và rất tích cực của cô ấy, tất cả đều khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Cô ấy luôn đối diện với vấn đề theo cách rất đáng học hỏi. Vợ tôi là một người thông minh và luôn xuất sắc trong mắt tôi ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Tại buổi phỏng vấn vừa qua, Messi cũng tiếp tục ca ngợi bà xã. Antonella là một người mẹ tuyệt vời. Tôi rất tôn trọng cô ấy. Antonella đã dành 24 tiếng cùng các nhóc tì khi tôi phải thi đấu xa nhà cho đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ. Đôi khi có thời điểm tôi xa nhà trong một tháng hay một tháng rưỡi. Cô ấy là người quán xuyến mọi thứ. Tôi đã từng trông các con nguyên một ngày và hiểu rằng việc đó khó như thế nào. Từng có thông tin cho rằng anh ấy mong muốn trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới để mang lại một cuộc sống tuyệt vời cho Roccuzzo. Tuy nhiên, sau khi họ kết hôn, rất nhiều fan nữ đã cố gắng kiểm tra sự trung thủy của anh. Nhiều người nhận thấy Messi tỏ ra lúng túng khi chụp ảnh cùng với những người phụ nữ khác. Messi thường đứng trong một tư thế khác thường, hai tay để bên hông hoặc tay đút trong túi và tránh vòng tay qua người phụ nữ trong ảnh. Hành vi này được cho là vì siêu sao bóng đá muốn ngăn giới truyền thông hiểu sai các bức ảnh và ám chỉ điều gì đó không phù hợp khi thực tế không có. Ngay cả khi chụp ảnh với Shakira, anh vẫn giữ khoảng cách, nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ hoàn toàn thuần khiết. Cam kết của Messi trong việc duy trì ranh giới với những người phụ nữ không phải là vợ anh là tấm gương thực tế nhất cho những người đàn ông đã có gia đình, đặc biệt là những người ở trong môi trường nhiều cám dỗ. Bởi sau tất cả, rồi thì người đàn ông nào cũng đều nhận ra rằng những phút giây ở bên gia đình, bên vợ cùng các con luôn là điều quan trọng và tuyệt vời nhất. Vậy mới nói, bạn có thể không trở thành một cầu thủ xuất sắc như Messi, nhưng có thể học hỏi anh trở thành một người bố vĩ đại của các con, một người chồng tuyệt vời của vợ mình, một hình mẫu đàn ông đã có gia đình, vạn người mê.